Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta làm đề 1/9 20, 25 câu sau, từ câu 21 cho đến câu 25. Đối câu 21 này thì chúng ta sẽ chọn được là phương án, phương A. Tại sao chọn A? Nào, các bạn nhìn thấy có S, chúng ta có cộng với to be, chấm chấm chấm. Rồi sau đó to chính là giới từ cộng với O. Nếu thế thì này chúng ta điền gì? Đây thì chúng ta phải điền verb D để nó chính là thể bị động. Đấy, vậy trong trường này chúng ta sửa chỗ danh từ này thành là upright. Đấy, được chưa các bạn nhỉ? Rồi, tiếp đối với câu 22. Câu 22 này chúng ta chọn ngay là phương án D. Tại sao các bạn thấy là đuôi need nó là đuôi của danh từ, đuôi empty nó là đuôi của gì nhỉ? À, danh từ. Mà các bạn thấy là speed có nghĩa là liên quan đến tốc độ đấy. Vậy chúng ta có speed, ví dụ chúng ta có từ speed thì tính từ của nó chính là từ speed đi. Hay chúng ta có từ sun thì chúng ta có từ gì nhỉ? Sunny. Hay từ chúng ta có từ cỏ chính là từ grass thì chúng ta có từ grassy. Hay chúng ta có từ wind thì tính từ của nó chính là từ windy. Đấy, thì toàn bộ những cái này đi này thì nó trong chỗ này nó chính là tính từ các bạn. Còn đây nó là danh từ. Nếu thế thì sai, chúng ta bỏ đuôi y đi. Tiếp đối với câu 23. Ở câu 23 này chúng ta chọn phương B. Nào các bạn thấy là có dấu phẩy thì các bạn thấy nhá. Make là 1. Delegate là 2, work là 3, đều là động từ mà chỗ này lại là một danh từ, vì thế sai. Chỗ này nó đang song song của verb O. Vậy đây phải là verb O. Đây cũng phải là verb O. Rồi sau đó and verb O. Đấy. Nếu thế thì trong chỗ này danh từ không bao giờ được. Vậy trong chỗ này chúng ta thay bằng gì nhỉ? Supervise có nghĩa là quan sát đây các bạn. Supervise. Đấy. Trong chỗ này chúng ta chuyển thành cái này. Tiếp đối với câu 25. Câu 25 chúng ta sẽ chọn là phương án. Rồi, chúng ta chọn là phương án C. Tại sao chọn phương C? Nào các bạn này, khi nhìn vào cái này, his tính từ xíu. Ở tân ngữ thì các bạn nhìn vào chủ ngữ của nó. Chủ ngữ của nó đâu? Ở đây thì trong chỗ này nó chính là cái này. Đây, chủ ngữ của nó đây. Tại vì các bạn nhìn á, đây chúng ta có S cộng verb. Rồi sau đó là mệnh đề danh từ với that. Sau that là một adverb O. Tân ngữ nó chỗ này. Đấy. Mà các bạn thấy là army well thì các bạn thấy là đây có phải là đàn ông hay đàn bà hay gì, đúng nhỉ? Phụ nữ, đúng nhỉ? Vậy trước này các bạn thấy lần trước chúng ta có từ her này. Her. Chính vì tên từ her này nó sẽ thay thế cho cái người này. Vậy người này là phụ nữ, vì đến trong trường này chúng ta phải chuyển thành từ her. Rồi câu này thật ra nếu mà các bạn không có từ hơ này này, không có từ hơ này này, thì các bạn chỉ cần biết là nó số ít hay số nhiều. Nếu trên này nó số ít là các bạn ok. Nhưng ở đây thì các bạn lại có từ hơ ở đây. Vì thế chúng ta phải chuyển từ hơ chứ không phải từ hết được. Bây giờ chúng ta thử xem từng câu chúng ta có đáp cấu trúc như nào nha. Nào, đối với câu đầu tiên. Đối câu đầu tiên thì nó chỉ là một S cộng với verb cộng O rồi. Sorry các bạn, mình viết dưới này S cộng verb O. Và câu thứ hai, chúng ta có S cộng với verb cộng O. Câu đơn. Câu thứ ba, chúng ta có S cộng với verb cộng O, cũng là câu đơn. Tiếp. Câu 25, chúng ta có S cộng với verb rồi sau đó là mệnh đề danh từ với that. Sau that là một s cộng verb cộng o phẩy fanboy s cộng verb cộng o. Đấy, sau that là một cấu ghép. Tiếp chúng ta xác định động từ. Từ y là một. Từ y tiếp y đi từ mai. Verb I often expect. Rồi sau đó thì chúng ta có verb delegate
từ work và supervise, đó là verb nha. Tiếp đối với câu 25, believe, rồi sau đó thì chúng ta mệnh đề danh từ that, y này. Nó cho này nó chính là cái verb này. Rồi sau đó thì chúng ta có từ public, chính là verb thứ hai. Và S và O này thì nó nằm trong là S phẩy chấm chấm phẩy verb O đúng không ạ nhỉ? Thuộc cấu trúc 5. Xin chào các bạn. Các bạn ủng hộ hoặc muốn xem nhiều video mới hơn thì các bạn ấn nút đăng ký hoặc nút subscribe. Nếu các bạn thích thì các bạn ấn nút like. Chúc các bạn sẽ thi tốt trong đợt thi sắp tới. Xin chào các bạn.